저게 주제를 정해서 공부를 하고 있는데 주제 그래서 그 주제를 우리하고 관련된 걸 하고 싶어서 나는 옛날엔 등산, 축구, 뭐 문학, 법, 수영 이런 거 관심 있어요. 지금은 바다, 해양 스포츠, 서핑 건강, 뭐, 운동, 스포츠, 관심 있어요. 미래에는 뭐 여행, 베트남 문화, 그 다음에 베트남어도 관심 있어요. 그런 거. 타는 옛날에는 뭐 관심 있었어요? 갖고 과거 예전에 이미래 르는 동구 해고 아고 마음 이미래 이미래 동구 이 미래 선수 이미래 이미 이미래 선수 못 고는 것 좋아해요. 아, 선수, 네. 스포츠. 요즘, 지금은 뭐 관심 있어요? 반땀. 현재 알죠? 외국어는 공부학 아, 그러면 미래에는, 앞으로. 미래 외국에 여행하고 싶어요. 여행, 없어요. 여행 어느 나라? 한국, 한국 여행. 인도네시아. 인도네시아. 네. 네, 일단은 우리 나중에 더 주제를 많이 찾아봐요. 아, 오늘 공부할 거는 자오탭 주제예요. 자오탭. 네. 소통. 자오탭 티행한 뭐예요? 야오팁 대화 대화 또는 의사소통. 농무? 의사소통 농어 언어 네. 기낭? 스킬 땡땡한? 스킬 기술 농락 땡떡? 딩독 tình đức nu sự땡뱃? tình đức nu sự à, 뉴스, trung bộ. 뉴스, 정보, 통틴, quốc thông tin, 단판, đàm phán hệ hóa협상, san đáp tố, mạn nam, mạn nam phê ủy. ô huy hiểu Ưu biết việt y hê hạ ký Ý hệ Ý hệ y là quan điểm hê. Lắng nghe Lắng nghe cực kỳ Chuyên đất truyền đạt Karu chi ta Anh em, phơi hồn Hyung Ho Hyung Châu Hân Hong giao tiếp không lời à, đúng rồi, body body language, bộ body language, gesture, Bà tì rèn quy chi nè, chê sư cho tiếng bê 한번 읽어주세요. giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.
Tiếng Anh nghề. bùa Hằng của con. Thế hoa nương kỳ xuân rừng cốc cốc si video hàm mê ta kìa. Kìa. 그런데 이거는 자, 메인 한국어 말할 때는 우리는 한국어 말할 때는 뒤에서부터 띠어서 부터 만 해요. 그러니까 의사소통은 일상생활 중에서 중요한 기술입니다. 의사소통은 일상생활에서 중요한 기술입니다. 메인센 환티에서 부터 중요한 관종, 중요한 비디오 기술입니다. 해요. 순서 중요해요, 순서. 순서. 네, 또. Ngôn ngữ là công cụ chính để truyền đạt ý kiến và ý tưởng. Ngôn ngữ là công cụ chính để truyền đạt ý kiến và ý chung. Truyền đạt bao giờ cả truyền đạt Truyền đạt bô hôm truyền đạt biểu biểu hôm thể hiện biểu hôm ngôn ngữ là tiếng Anh bao giờ ngôn ngữ là công ngôn cụ chính. ngữ là công cụ nó buôn bút buôn bút cung cung공구부터 해석하면 안 돼. 언어는 하는 공구입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 언어 한국은 티행하는 언어는 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 하는 도구입니다. 공구 도구 보고 도구입니다. 그러니까 언어는 의견과 의사 생각을 표현하는 데 사용하는 도구입니다. 이렇게. 어때요? 이해했어요? 어때요? 큐비엣? 큐비엣? 아직 이해 안 해요. 아, 이해 안 했어? 아, 뒤에서부터 해석하라고, 뒤에서부터. 언어는 이견, 의견, 마, 이충, 생각을 주엔다 표현하는, 표현하기 위한 공구, 도구. 입니다. 보고 있네요. 네, 이견바 이충 알아요? 뭐라고 해요? 의견 아니야, 의견? 의중 생각. 생각. 네. 이 생각을 표현하는데 하긴 하는 진 중요한 도구입니다. 이따가 해석 봐요. 자, 녹 땡볕. 네. 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 네.
việc lắng nghe và hiểu biết đối với là rất quan trọng. Thế anh? Từ khi Hako Tám phần, y tám he phần, tám phần khi à nhiều. Tám phần, sắp sang nghe sao, sắp sang. cam san Sắp sang, sắp sang. hấp san hấp hấp san hấp san an e so từ khi ha cô Nên y he ha đã ki đã video heo. aju chung nghe hiểu quan trọng. Đấy. Tao
Khi gặp gỡ người mới, giao tiếp không lời như cử chỉ và biểu cảm cũng quan trọng không kém. Khi gặp người mới, giao tiếp không lộ như cử chỉ và biểu cảm cũng quan trọng không kém. Tiếng Hán. Các coi. Cho saram Coi. saram saram e mạng nên kỳ Moim, cặp cô, phê ý, phê ý. Xe xa đâm moim mẹ, số, phê thuê hoa body renti tê. bô tạ nó 같으니까 구치 뭐예요? cử chỉ구치나 cử chỉ부감 같은 제스처 바디 랭귀지가 또한 cử chỉ중요합니다. 몸 몸짓 몸 몸짓 짓 몸짓처럼 미국감 꿈 또한 완전 홍겜 겜 뭐예요 biểu겜 cảm cam chan nương cơ tô video hiểu ok 겜 뭐예요 캠캠 ừ?홍겜 뭐예요 Không kém một một chiếc hako kyong chong tô video heo ok. Rồi, thắng. tin tức cập nhật giúp ta cải thiện kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về thế giới. Tin tức gặp nhật chip chúng ta cải thiện kỹ năng chào chip và hiểu biết về thế giới. Chẳng hạn. Tin tức cập nhật giúp ta cải thiện kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về thế giới. CKE news최신 뉴스 아니야. 틴탑 깜냐 최신 뉴스가 우리가 직접 중다 우리가 세계에 관한 대조의 세계에 관한 의사 소통 기술과 이해를 쌓이 개선하게 합니다. 네. 코 커뮤니케이션 기술은 한산 시키고 세계에 대한 이해를 높인 수 있습니다. 오케이. 그런데 네. 이렇게 해야 돼요. 이거 지금 기능자오 베타오벤 기술은 세계 바 세상 그 능력 대표 hiểu biết 기술은 의사소통과 향상 세계에 관한 이해. 아아 아, 비 이거 이거는 비 이렇게 세계에 관한 이해. 이거 먼저. 그러면 의사소통 기술과 세계에 관한 이해를 개선하도록 도와줍니다. 즉, 돕다. 우리가. 네. News make us improve communication skill and Yeah. knowledge about world or About the understanding world. of the world. When you update about information, so it help you improve about it help you improve. Communication skill Skill or communicate skill and and you have knowledge about
the Understanding of the world. 네, 한국어 해볼게요. world. 커뮤니케이션은 일상생활에서 중요한 기술입니다. Communication은 인간 세상에게 중요한 기술입니다. 이낭 kỹ năng조금 quan trọng là trong cuộc sống giúp là giao tiếp, là kỹ năng quan trọng sống giao tiếp cuộc hàng ngày, sống cuộc sống cuộc sống hàng ngày này. Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. hàng ngày Hàng ngày ở ok mail ok 언어는 in.의견과 아이디어를 전달하는 주요 도구입니다. 언어는 의견과 아이디어를 전달하는 주요 도구입니다. 영어 Ngôn là ngữ là công cụ tô cụ công cụ chính để truyền đạt ý chính kiến và ý chính tưởng. để chính để ý kiến và ý chung전달하다 뭐예요? 전달하다 전달하다. 전달하는. Đi đi mất à đi tiền đạt Truyền đạt. tiền Truyền đạt tiền đạt đạt. Truyền đạt. Truyền. Truyền đạt. Ok. Truyền đạt. truyền đạt Nè nè. Pyong협상에서 상대방을 듣고 이해하는 것이 매우 중요합니다. Hom Hyang sang si Kiroto Se san e Te han e herun Nop bin su Isamnida Anya. Nha 협상. 세 번째, Tops 바바. 바카오. 3 cấu, Né. 1, 2, 3, 0, 1, 사람, Anya, 협상에서. 협상, 협상에서 상대방을 듣고 이해하는 것이 매우 중요합니다. 지신, 저 보른, 업데이, 투 하여, 협상에서 상대방을 듣고 이해하는 것이 매우 중요합니다. 협상. 합산 시기 또 No. 노 협상. 아 합산 아 합산에서 상대방은 듣고 이해하는 것이 매우 중요합니다. 협상 뭐예요? 땡배? 합산 종, 네 종. 담판 trong đàm phán thì 담판, 오케이. 네, 종, trong đàm phán. 담판, 담판, Việc lắng nghe và hiểu biết đôi bên là rất quan trọng. nè là trung nhô. San Teban. Nè da, giao bên biết hiểu biết ok Hiểu 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 biết 새로운 사람들을 만날 때 제스처와 표정과 같은 비언어적 커뮤니케이션도 중요합니다. Seroun saram turun manante Jesus cho qua vio chan qua ca thun bi on No job communicate is on to chung vô ham này ta Ki ki cup
cố khi học một người cố mới nhồi sư thật mối buồn. được cho Giao tiếp giao tiếp giao tiếp không lời không và lần biểu body hiện của language khi gặp người mới giao tiếp không lời như cử chỉ và biểu cảm cũng quan trọng không kém. Hôm trăm qua ca thương ví dụ Nè nè, chuyên sinh trong bộ lọc thì sự hay ổ, không như kê trong chỉ dụng hàng tăng sức kỳ gỗ, sẽ sang nghe đề án ý yêu lục phí sự xin mì đạo. chi sinh chung bô rừng ốc tê y thư hai do communication kỳ xuân rừng hàng sang si kỳ cô xê san e tê han y hê rừng nộp bình su ít xâm nị tạ Nhất thông tin nhất khi tin tức cập nhật giúp chúng ta giúp cải giúp thiện kỹ năng giao giúp tiếp và chúng hiểu biết về ta thế giới. bắt khai thiên sẵn sàng khai thiên kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp và và hiểu biết hiểu về biết thế giới. về giúp tôi xây thẳng xây ghế Xe san xe thế kê rồi thế rồi thế giới ở tê hoàn hiện bên số thế ba rồi nộp bình số ít xong người ta này Để giao tiếp về quan hệ theo ai đó. này Yêu kìa. Chào bạn. Bạn đã chú ý về tâm quan trong chùa giao tiếp chùa. Chào bạn, chắc chắn rồi, giao tiếp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày đấy. Đúng vậy. Nó không chỉ giúp chúng ta ý kiến mà công tạo là mối quan hệ thân tốt hơn. Đúng vậy, giao tiếp tốt cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về người khác và thế giới xung quanh. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chúng ta nên luôn tháp kỹ năng giao tiếp chứng truyền hơn để cho nên tân tạo hơn. Đúng vậy, mình cũng đồng ý cùng nhau luyện tập thôi. Nè, 안녕하세요, 친구야. 안녕, 친구야. 너는 커뮤니케이션의 중요성에 대해 생각해 봤어? 안녕, 그래. 단정하지. Communication은 인산 인산 생활에서 꼭 필요한 부분이야. 맞아. 그것은 우리가 의견을 전달하는 데 도움이 되는 것뿐만 아니라 더 좋은 관계를 형성하는 데도 도움이 돼. 그렇지. 좋은 커뮤니케이션은 우리가 다른 사람과 세상을 더잘 이해할 수 있게 해줘. 공유해줘서 고마워. 우리는 더 능숙해지기 위해 커뮤니케이션 기술을 자주 연습해야겠어. 맞아. 나도 동 이해 함께 연습하자. 네, 티잉백 보고 한국어로 티잉한으로 얘기해봐요. 안녕, 자반. 너는 나 중립 생각했어? 내 무슨 땀관 살피는 거에 대해서 용과 요탭 의사소통 커뮤니케이션의 중요함을 아는 거에 대해서 생각해봤니? 자오벤. communicate AK communicate AK Tổng, chung vô중요함을 so e tâm. t he sen cắt ha post Ừ, phải bắt số.
Chan Ben, chào bạn nhau. Chắc chắn rồi, ok. Giao tiếp, communication là một phần trong phụ vụ nhà, không thể. Hết số ổn phụ vụ nhà, tiêu chuẩn, cuộc sống, hàng ngày, bail, hàng ngày đây, bail, sang qua để số, để chịu. Hết số ổn phụ vụ nhà, không thể chịu. Bé su ổn định. Không thể thiếu Cúc phí đô hẳn. Cần có cần. Không nhiều thể điều chịu này là cần cần. cần chắc chắn. Thế chịu là bé su ổn định phục vụ nhà. Ý sao sốt thông hơn. Ý sang sang hoa đại sao cúc phí đô hề. Này Có thể hiểu. y san sen hoa e kê ở cos video Ok. Đúng vậy, 맞아. No, 그것은 không chỉ, 즉, 그거에, 오직 우리가 즉, 할수 있게 도와줘. 주은 답, 표현해요. 아까 주연된 나왔는데, 의견을 표현하고, 콩 따올라, 모이관해, 헌, 관계를 더, 모든 관계를 더 좋게 해줘. 따올라 뜻 뭐예요? 따올라. Nhưng còn đó là một câu hỏi따올라 to뜻 hơn.뭐예요? 니아 là 따올라. Đâu là một câu hỏi to. Đợi giờ tiếp따올라 là 좋게 해줘, 높여줘요? 높게 만들어줘요? 뭔 따올라? con đau rồi. Sao sao em sao tôi xe Tao là đâu là tạo ra muốn tự màn màn bạn đưa đó màn nó sao chủ màn nó ro tôi xe bạn nào đó 그렇게 만들다 만나게 해준다 오케이 더 좋은 관계를 형성해 줘요 등배 그래 맞아 giao tiếp jóun 의사소통 đáp 또한 giúp chúng ta 우리가 하는 걸 도와줘 나의 휴로 혼더 이해하고 네 너희 각 서로 에 대해서 더 이해하고 대조의 Tôi với승권 xung quanh chị cho nên Seguir de tôi todo y he yo. cái in son orika trơn saram qua se san nên to chan y he han su ik Isso. ke he chong Né. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Alio cho so Chúng ta nên luôn thấp. Inang, giao tiếp. Chúng chuyển hồn. Uriga, 그러면 연습할 수 있어. 의사소통 기술을 루엔탑 연습해. 그래서 중순 웅순 한산 본본 한산 저 서로 저는 딴따오 혼더 딴따오 딴따오 라지 한타오 알수 있도록 커뮤니케이션 기술은 자주 연습해야 했어 딴따오. 능숙 더잘 이해. 능숙하게. 능숙하지 이 능숙하게. 딴따오. 오케이. 능바이 그래. 민, 나는 또한 동의해. 맞아. 같은 생각이야. 동로이 같은 동의 저도 동의 해요. 꿈 함께 꿈야 룬탑 또 연습하자.
네, 이거 의사소통 관련한 거 시간이 별로 없어서 그냥 넘어갈게요. 이거 한국어 발음 해봐요. 발음. 단어 의상 의사. 의상 뭐죠? 의사. 박씨, 박씨. 의사 박사 박사 의사 선생님께서 환자를 치료하고 있습니다. 의사 선생님 께서 환자를 치료하고 있습니다. 킹벳 뭐라고 해요? 자, 왕자 박사 벤벤벤 벤, 벤. 여 trị liệu thì đang cho người bệnh. Kemudian, i, cai, cai, tingbet, pandai. Ui, 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 ui. Ui, Pandai, pandai. Bante. pandai. Dongi, pandai, dongi, pandai. Cai, À, dongi, cai, dongi. đang nghĩ à? 그는 이 일을 제기하여 논쟁을 시작했다. 안오이. 베타오, 너희 이게 베타오와 요 눈, 잔, 논쟁 뭐라고 이렇게 해요? 했다. 도란, 도란, 그치. 보, 이의, 이의, 짜이, 짜이 동의. 동의 이따가 봐요, 이따가. 번역. 대의, 대의. 대 정의, 대의. 뭐, 뭐, 뭐. 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 뭐.
Tiếng Việt thế nhà nhà là thế là gì? Công lý, công lý. Công ni, ok. Ừ. 대의를 지키는 것은 모든 사회 구성원의 책임입니다. 대의를 지키는 것은 모든 사회 구성원의 책임입니다. 아, 고, 공리 Các là thành viên trong là bảo vệ chính nghĩa. chính nghiệm Chính của nhiều xã hội đã hỏi chủ nên chủ nhân xã hội mô mô chủ nhân xã hội nè từ hay đây không luôn Igor tiếng Việt chúc chức vụ chúc bự position uy chỉ chúc bự uy chỉ gì tiếng Việt Igor ông ấy đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong công ty. ông ấy đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong công ty. Ông ấy cứ nam giả는 회사에서 중요한 위치에 있어요. 담임. Cứ nên huê sa e so chung vô han chích chết cơn ca Ô,있어요. ma cô isayo Nè nè. Chức năng kỹ năng. kỳ Chức năng tiếng Việt máy tính có nhiều chức năng hữu ích cho công việc hàng ngày. máy tính có nhiều chức năng hữu ích cho công việc hàng ngày computer는 매일 업무를 위해 유익한 기능을 많이 가지고 있어요 Ồ,맞아요. ok chức danh Chức danh Chế mốc. chê múc Ừ, chắc chắn. Tiếng biết. anh ta đã được thăng chức và đạt được chức danh giám đốc. Anh ta đã được tăng chức và đạt được chức giám đốc. Thứ nên đạt được tăng chức bởi à, tăng Ưu chức tiên hai do
xin chinh hoa dâu y À, sa tham luôn Sung-jin hoặc is 4, 그리고 따뚝 짠 감독, 직함. 감독 사장. 사장 직책을 가졌어요. 네. 였습니다. 사장이 되었습니다. 따뚝 쭉냔 사장 직책. 이건 한 거고. 직책, 이거 한 거예요. 이거는 대문법, 늑 문법. 대는 봐요. 그는 학교에 가는데 자전거를 이용합니다. 그 눈 학교에 가는 데 자전거를 이용합니다. 그는 학교에 갈때 이렇게 해도 돼요. 자전거, 띵백 뭐라고 할 거예요? 띵백 그눈 학교에 가는 아나이 수중 한때 세세세뱁 자전거를 anh ấy đi đến trường thì sử dụng xe đạp. đi chung Anh ấy đi đi học thì sử dụng xe đạp. suzhong setup ok Ta먹는 trong phòng.데는 많은 시간이 소요됩니다. Một nương tên nương mà nương si cả ni so so dung tên ni ta.먹는 데, Khi그러니까 mà ăn uống thì có nhiều nhiều thời gian. bao nhiêu giờ, chiều, chiều, chán, chiều, 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 bao Ăn nhiêu uống giờ. tốn rất nhiều thời gian. Né, chán. 일하는 데는 열정이 필요합니다. 하는 때는 연찬 이 비료 합니다. 관 trọng công việc 도간, thì 도간, 열정, làm bởi việc càng có đam mê. 연찬 와 열정, 땡볕 연찬 나와요. 아, 너희 덕 모이 담주 보이틱. 아, 너희 그는 덕 모이 담주 보이틱. 그 눈, 바티에, 조대 박, 땄습니다. 모이 초대받다 덕 조대 모이. 박, 땄습니다. 아, 오케이. 고 아이 덕 자오니엠 누 반총. 그 녀는, 융, 중, 요한, 임무, 른, 맞, 맞았습니다. 땄습니다. 떡자오. 또이다 덕 잡년 마오 중 다혁. 대 학계 합격했습니다. 아, 잡년 중 대학교에 3년 합격했습니다. 덕은 의미가 뭐예요? 덕 의미가? được qua bắt tắt sao dù아, 봤다. 덕 모이, 덕 자오, 덕 잡. 이렇게요? 네. 네, 알겠어요. 이건 했고. 안노이 수중, Xe đạp cho trong con đúng À, không? iko iko, heso heso. Ừ. Anoi sujung, xe đạp để đi đến chung. Cứ nương hạt kiều e Đi đến chung, học tuệ gắn can đê. tê Đã dùng go sao yêu. cho con run sa dung hiểu Bếp ăn ung mặt lật như tôi dần. một Ung, nương A침 먹는데 시간이 많이 걸려요. 시 잔류, 시간 도이잔. 많이 일단 람백 일하기 위해 단골 làm롱유 훗 열정이 필요합니다. 롱옛 훗 열정. 연전 네네. 아, 여기 몇분 남았어요. 수고했어요. 오케이. 안 ai được mời tham dự buổi tiệc. Cứ nương à thì e e초대받았습니다. 호아이 덕자오님, e 중요한 bắt tắt임무를 맡았습니다. 덕자오, giao nhiệm덕잡, vụ입학되었습니다. 잡년바, 중다혁.